uống tóc để tạo độ quăng, và khi có độ quăng thì rất dễ tạo kiểu. Vì khi nó quăng rồi, các bạn muốn làm cái gì nó cũng ra. Các bạn muốn cho nó quăng nhiều thì các bạn quấn những cái ống lô nhỏ thì nó sẽ quăng nhiều. Các bạn muốn quăng cho nó nhẹ nhẹ, cho nó tự nhiên thì các bạn sử dụng những cái kẹp càng cua. Hoặc các bạn muốn cho nó ra những cái lọn thì các bạn sử dụng những cái ống mút, ống mà. Chào tất cả mọi người. Thì thông thường á, người phụ nữ thường để tóc dài để làm cái gì? Thì trên cái khảo sát mà Hạnh đã làm đối với những bạn khách hàng nữ thì thông thường để dài với mục đích là uống cho nó có cái độ bồng bềnh, uống cho nó có độ dưỡng sóng, hoặc uống cho nó có lọn đó, để tạo nên cái độ nhiều và độ dày của tóc. Chỉ có một câu là để dài, dài để mà uống. Thì tại sao chúng ta không cắt kiểu để mà chúng ta dùng những cái máy ép để chúng ta quấn, hoặc chúng ta có thể cắt kiểu xong dùng những cái ống lô mút để chúng ta quấn nó lại, sau một đêm sáng ngày mai thức giấc thì nó sẽ quăng. Thì như vậy vẫn ra kiểu, nhưng mà cái độ bền thì nó không bằng. Cái độ bền mà đối với những cái tóc mà mình quấn như vậy thì mình chỉ xài từ 1 tới 2 tiếng thì nó sẽ thẳng ra. Nên đã tạo ra những cái công nghệ hiện đại như bây giờ là công nghệ là uống quăng. Mà cái kỹ thuật uống quăng này đã có từ xưa rồi. Từ cái thời mà bắt đầu mà ra hình thành về tóc á, là cái tóc uống ra đầu tiên. Vì sao? Vì tất cả phụ nữ đều thích có cái độ quăng, có cái thúc bồng bềnh, có cái sự bồng bềnh, nhìn nó sang hơn là cái tóc mà nó thẳng mà nó xẹp như vậy. Đó, nên cái hình thành ra cái uống tóc là như vậy. Vì sao chúng ta phải uống tóc? Vì đối với cắt thì nó tạo kiểu. Đó, kiểu tầng hay không tầng, kiểu ngang, bầu, tròn. Nhưng đặc biệt nếu chúng ta không uống mà chúng ta để thẳng như vậy thì khi chúng ta quấn nó sẽ nhanh thẳng. Đó, nên buộc khi chúng ta xài những cái kiểu bồng bềnh như vậy, buộc chúng ta phải uống. Mà uống ở đây thường người ta hay nói là uống thiệt hoặc uống giả. Uống thiệt là như thế nào? Uống thiệt là chúng ta sử dụng bằng thuốc, bằng máy uống và sấy thì nó sẽ ra. Tại vì khi chúng ta cắt rồi, các bạn lưu ý, khi chúng ta cắt rồi chúng ta chỉ cần uống có độ quăng. Nên nhớ, uống tạo độ quăng chứ không ra kiểu. Nên là khi chúng ta đã cắt kiểu rồi thì phần còn lại chúng ta chỉ cần làm quăng lên để chúng ta gội đầu, chúng ta sấy, nó sẽ ra cái dạng quăng. Thì cái quăng đó, cái độ bền nó sẽ nhiều hơn. Ví dụ bình thường thì chúng ta không uống thì xài khoảng chừng 1 tiếng, 2 tiếng thì nó sẽ thẳng ra. Còn như tóc uống là xài hoài mà nó không thẳng. Vì nó đã có hỗ trợ uống rồi, thì nó đã giữ cái nếp đó. Và khi chúng ta quấn lô, hoặc chúng ta quấn những cái ống mút, hoặc chúng ta quấn những cái kẹp gọi là cái kẹp càng cua, mà sau khi chúng ta uống rồi, chúng ta sử dụng những cái ống lô như vậy, những cái vật dụng như vậy để giữ được cái nếp tóc, để định hình được cái nếp tóc, thì khi xả ra cái độ bền nó nhiều hơn và cái độ quăng nó nhiều hơn là cái tóc bình thường là vậy. Nên chúng ta phải hiểu ở đây là uống tóc để tạo độ quăng. Uống tóc để tạo độ quăng, và khi có độ quăng thì rất dễ tạo kiểu. Vì khi nó quăng rồi, các bạn muốn làm cái gì nó cũng ra hết. Các bạn muốn cho nó quăng nhiều thì các bạn quấn những cái ống lô nhỏ thì nó sẽ quăng nhiều. Các bạn muốn quăng cho nó nhẹ nhẹ, cho nó tự nhiên thì các bạn sử dụng những cái kẹp càng cua. Hoặc các bạn muốn cho nó ra những cái lọn thì các bạn sử dụng những cái ống mút, ống mà nó thường nó có miếng mút mà có cái gài qua. Thì hôm nay Hạnh không có cái sự chuẩn bị, thì hôm sau Hạnh sẽ hướng dẫn cho mọi người những cái vật dụng để mọi người biết cách sử dụng những cái đó, những cái ống quấn đó. Thì đó là những cái mà hỗ trợ sau khi chúng ta uống xong. Sau khi chúng ta uống xong thì quay lại cái chủ đề, Hạnh vẫn nhắc lại một lần nữa là uống chỉ tạo độ quăng,
kết hợp với các kiểu thì cái phần tóc của mình nó sẽ ra đúng cái kiểu, chứ không phải là các bạn đưa cái hình rồi các bạn đưa cho người thợ nói là tôi muốn ra uống nó ra kiểu này. Không phải, uống chỉ tạo độ quăng, kết hợp với cắt thì nó sẽ ra kiểu. Còn như nếu chúng ta cắt nó ra kiểu nhưng chúng ta không uống mà chúng ta để nó thẳng suông như thế này thì nó sẽ không ra kiểu. Nên cái việc uống tạo độ quăng kết hợp với cái cắt kiểu nữa, cắt đúng kiểu thì nó sẽ ra đúng cái kiểu, kiểu dáng bồng bềnh đúng với cái ý đồ của ta, và làm cho cái khuôn mặt của ta nó sẽ không có bị xẹp như vậy, thì nhìn nó sẽ sang hơn. Đối với tóc uống lúc nào nó cũng sang hơn, và nhìn nó gọi là sao, nó có một cái gì gọi là lạ, gọi là khác lạ xíu. Tại vì sao? Thông thường chúng ta sinh ra là tóc chúng ta sẽ thẳng, mà thường tóc thẳng thì thích cho nó có cái độ quăng một chút xíu, thì uống là tạo sự khác biệt, nó là như vậy. Nên là ở đây một số các bạn chọn những cái kỹ thuật uống hoặc những cái kiểu dáng uống thì tạo cho mình một cái phong cách gọi là sang hơn. Có thể là những cái phong cách uống nó mang tính chất dễ thương hơn, còn đối với những người lớn tuổi thì nó lịch sự hơn và rất là dễ xài. Có nghĩa là khi mà uống quăng rồi thì mình quấn, mình bới cỡ nào nó sẽ không bao giờ bị gãy. Tại vì sao? Vì nó uống theo dạng tròn. Các bạn nên nhớ, uống theo dạng tròn thì khi các bạn quấn tròn thì nó sẽ ra tròn, các bạn bới tròn nó vẫn ra tròn, nó sẽ không bị gãy. Còn đối với mà tóc mà bình thường như chúng ta như thế này mà các bạn chỉ cần quấn mà nó tròn thì ra nó sẽ bị gãy liền, chắc chắn nó sẽ bị gãy liền. Nên Hạnh nhắc lại một lần nữa là uống chỉ tạo độ quăng, kết hợp với cắt thì nó sẽ ra kiểu. Đó là cái mà hôm nay chủ đề mà Hạnh muốn nói tới về vấn đề uống. Thì rất nhiều bạn vẫn chưa hiểu là tại sao phải uống và hay bị phân vân về vấn đề uống thì nó mới ra, còn không uống thì nó không ra. Thì hôm nay Hạnh sẽ nhấn mạnh lại một lần nữa là uống chỉ tạo độ quăng. Thì cũng mong rằng sau cái buổi chia sẻ này các bạn hiểu được về cái tóc uống, và các bạn có những cái nhìn nhận, cũng như những các bạn thợ cũng vậy, các bạn nên hiểu sâu hơn về tất cả những cái dịch vụ hoặc những cái ngành nghề mà hiện tại chúng ta đang làm, để chúng ta chia sẻ cho cái người khách hàng hiểu hơn về những cái kỹ thuật và những cái mà chúng ta làm đây nó tạo ra những cái nguyên nhân gì và kết quả nó ra như thế nào và kết hợp với cái gì nó sẽ ra, chứ không phải đơn thuần mà chúng ta chỉ uống mà nó ra. Cảm ơn các bạn đã xem cái buổi chia sẻ ngày hôm nay.